này xá lợi tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do thiện căn này, cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa thánh đế khổ, thường chẳng xa lìa thánh đế tập diệt đạo. Này xá lợi tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này, cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa bốn tịnh lự, thường chẳng xa lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này xá lợi tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này, cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa tám giải thoát, thường chẳng xa lìa tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười Biến xứ. Này xá lợi tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này, cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa bốn niệm trụ, thường chẳng xa lìa bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này xá lợi tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này, cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa pháp môn giải thoát không? Thường chẳng xa lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này giá lợi tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thường chẳng xa lìa việc tu năm loại mắt, thường chẳng xa lìa việc tu sáu phép thần thông này xá lợi tử thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa việc tu mười lực phật thường chẳng xa lìa việc tu bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng này xá lợi tử thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa việc tu pháp không quên mất thường chẳng xa lìa việc tu tánh luôn luôn xả này xá lợi tử thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa việc tu trí nhất thiết thường chẳng xa lìa việc tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng này xá lợi tử thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa việc tu tất cả pháp môn đà la ni thường chẳng xa lìa việc tu tất cả pháp môn tam ma địa này xá lợi tử thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa phương tiện thiện xào dạy các hữu tình đắc quả dự lưu mà tự mình chẳng chứng thường chẳng xa lìa phương phương tiện thiện xảo, dạy các hữu tình đắc quả nhất lai bất hoàn a la hán mà tự mình chẳng chứng. Này xá lợi tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do thiện căn này, cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa phương tiện thiện xảo dạy các hữu tình đắc quả vị độc giác mà tự mình chẳng chứng này xá lợi tử thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa thần thông tự tại du hí của bồ tát từ cõi phật này đến cõi phật khác cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chư phật thế tôn và các chúng đại bồ tát này xá lợi tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do thiện căn này, cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa việc nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Này xá lợi tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do thiện căn này, cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa thần thông tự tại, dạo chơi các cõi Phật, khuyến thỉnh chư Phật, chuyển pháp luân nhiệm màu, độ vô lượng chúng sinh này xá lợi tử thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng xa lìa tất cả hạnh đại bồ tát này xá lợi tử do nhân duyên này các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa đối với bát nhã ba la mật đa này nên siêng năng sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người rộng nói